sau 2 năm chờ đợi. Hôm nay nhà mình là sốc ruột đi sân bay. Let's take our time, okay? Và đi hạ một máy bay Lufthansa sẽ bay đi Amsterdam, Hà Lan. Sau đó đi cái Viking cruise ship. Trong khi chờ đợi lên máy bay, nhà mình đã dừng lại ở Chop House, là Chop House ở Denver Airport, và ăn. Mình thì ăn fish and chips, yêu nghe thì ít filet mignon burger, yeah. Manhattan. And drink Manhattan. Đây mình ăn fish and chips, nhưng mà mình ăn xong rồi. Mình không thích sẽ quay cái chiên, cho nên là bỏ rất là nhiều. Đây là Chop House, và rất đông. Đây, đây là vé đi, vé này. Vé đi từ Denver đi Frankfurt của mình này. Của mình, của Robert. Mình sẽ travel. Đây là passport. May I have your permission to pay the lady? Yeah. Huh? Yes. Đây các bạn nhìn này. Mình đi mình bay hạng máy bay này. Lufthansa đây này. Nào. Lufthansa và flight number 447 đấy. Và cái gate A45 vào lúc 5 giờ chiều. Đây là cái chuyến máy bay của mình đây các bạn ạ. Mình sẽ bay đi Frankfurt, Germany, sau đó sẽ bay đi Amsterdam, Holland. Ok, see you next trip. Đây các bạn nhìn này, toàn bộ sân bay đây là cái ở Aeroport. Hôm nay có thứ bảy, có vẻ cũng không đông lắm. Chỗ này là ngày nào mình cũng làm ở đây đây. Hôm nay thì mình travel. Đây các bạn, sân bay. Mình quá quen thuộc ở đây rồi. Yogi lâu không travel cho nên là liệu Yogi này lạ lẫm chứ mình thì quá là quen rồi. Hôm nay không đông lắm đâu các bạn. Mình cái cổng của mình ra máy bay là cổng số 45. Đây, chuẩn bị đến cổng 45 đi Frankfurt. Vẫn còn nhiều thời gian cho nên là mình sẽ ngồi ở đây đọc báo nhá. Ok. Đây, mình đang trong cổng máy bay đi các bạn ạ. Mình hàng ngày làm ở đây nhưng mà chẳng thấy kịp quay video hôm nay nên là nhân chuyến đi này nên là review cho các bạn. Mình đi ra cổng số 45 nhá. Đây mình đã on board rồi đây các bạn này. Mình rất là thích máy bay của hãng Lufthansa. Nhìn này, ghế rất là rộng rãi, ô tô máy bay thì rất là to. Hôm nay là đi Frankfurt nhưng mà có hình như là có rất là nhiều ghế trống. Hey, look like we sit down on the business class here, the seat. Yeah.
Very good. Mọi người bắt đầu boarding này các bạn này. Yogi, say hi. Hi, Yogi. Hi, Yogi. Hi, sweetie. Welcome aboard. That's good. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die benötigen. Zu jedem Sitz gehört eine Schwimmweste. In der First Class finden Sie Ihre Schwimmweste unter der Armlehne. Đây các bạn ơi, hôm nay bữa tối đây nó là thực đơn chay, cho nên là chỉ có pasta, tức là mì xào này, mì xào với cà chua đấy, salad này, nước cam, phải không rượu hết cho mình, nước lọc, một chút bánh cookie, một chút bánh ngọt, bánh mì đấy, thế thôi. Bao là hôm nay là thực đơn chay, rất là đơn giản. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lane. Hey, Yogi. Nơi đây sân bay Frankfurt, mình transit qua Amsterdam Frankfurt nên là ở đây chờ khoảng 1-2 tiếng. Mình quay các bạn xem cũng đơn giản thôi. Đây cổng của mình là cổng A20. Mình chuẩn bị chờ sang là máy bay đi Amsterdam. Grab bia, bia tươi và hot dog. Các bạn ơi, mình đang ở sân bay Frankfurt, đang chuẩn bị cất cánh để đi Amsterdam. Để nhìn qua ô cửa sổ kia, các bạn sẽ thấy có được một phần khung cảnh của sân bay Frankfurt. Nó cũng tương tự như Denver nhưng mà nó rộng hơn. Và có một điểm khác biệt là Frankfurt thì nó sân bay này nó nằm ở trong thành phố chứ Mỹ thì thường là các sân bay nó được xây dựng bên ngoài thành phố, cho nên là phạm vi rộng hơn rất nhiều. Đây các bạn ạ, máy bay chuẩn bị cất cánh đây.
$5 in pocket. Đây các bạn ạ, mình vừa mới hạ cánh ở sân bay Amsterdam, Hà Lan. Mình sẽ về review cho các bạn xem một chút quang cảnh sân bay Hà Lan. Rất là sạch sẽ. Đây các bạn ạ, sân bay Hà Lan. Mình đang đi ra chỗ Ground Transportation. So what's your name? Margarita. Ma? Margarita. Ma Freita. Okay, Ma Freita. Margarita in Italian. Okay. So this lady is a Ma Freita. She is a taxi driver and contractor for the Viking Line. So she come to pick us up and go to the hotel. So you are original from Holland or you from different countries? Yes, 100%. Okay. Nice. Yeah. I like Holland, very green. Yeah, it's cold. Oh, okay. Why we're a little late. Oh, 10 minutes only. Đây. But it takes a lot of time to get the bell. Và chị lái xe taxi. Đang đi ra ngoài chỗ ngoài phố để chuẩn bị đi về check in khách sạn các bạn. Mình đây là lần đầu tiên mình check in Hà Lan nhưng mà mình cảm thấy đã yêu cái đất nước này rồi, rất là xanh tươi, nổi tiếng về hoa tulip đúng không các bạn? Không biết là mình có nhiều thời gian để đi city tour hay không. Một điều các bạn lưu ý là vì khi đến sân bay nhé, mình cell phone của mình coi như là bị hết pin. Thế và nhưng mà cuối cùng là oh, see, very nice shoes, very famous shoes, must be. Oh, wooden shoes. Is that elevator door going to open or do we need to push the button? Chị lái xe nói là cái đôi giày này rất là nổi tiếng đấy. You know, chắc là biểu tượng của mình có cái gì đó. Thế có một cái mình xin review các bạn là gì? Khi đến các nước châu Âu ấy thì là khi mà sạc pin thì là cái chân cắm sạc pin là nó là hình tròn, mặc dù là cái điện thì vẫn là điện 210 và 220 thế nhưng mà cái sạc pin là nó là cái chân dẹt ở bên Mỹ. Thế mà mình lại quên là mình cũng không để ý cho nên là bên này là cái chân sạc pin nó làm hình tròn cho nên là không thể dùng được. Cuối cùng là mình phải mua mất $10-15 cái chân sạc pin dành cho điện thoại và dành cho laptop các bạn ạ. Đấy, xin các bạn lưu ý nhé. Nếu như các bạn mà đến châu Âu các bạn phải lưu ý cái điều đó, chuẩn bị trước ở nhà. Thực ra thì nó cũng không đắt lắm đâu, nhưng mà chuẩn bị trước thì vẫn hơn. Now one more quick, very quick this, you know, here in airport Amsterdam, this is free. But in US, you have to pay for the luggage card, okay? Xin các bạn lưu ý. Okay, now mình sẽ review một chút về city tour cho các bạn xem qua cái cửa sổ của taxi, okay? Is it supposed to rain tomorrow too? Hà Lan mưa rất là nhiều, các bạn nhìn thấy không? Trời bắt đầu lại mưa rồi đấy. Chính vì thế cho nên là đất nước này rất là xanh tươi, nhiều kênh rạch, sông hồ, mưa. Nè,
the hog, the hag, the hag. The train này các bạn này. Đây. Ra khỏi sân bay thành phố. This is the Netherlands. Yeah. But she's from Vietnam where she grew up, and there that sounds like they use Holland more often. Có một thông tin rất là thú vị, đó là nước Hà Lan thì nó có hai cái tên. Chúng ta here in the có một cái thông tin rất là thú vị mà chị lái xe vừa mới nói cho cho mình biết, tức là đất nước Hà Lan nó có hai cái tên. Đều gọi là Hà Lan, tức là gì? Netherlands và Holland. Nhưng mà chị ấy nói rằng là gọi là Holland thì không chính xác, mà chính xác phải gọi là Netherlands. Và Netherlands nó được bắt đầu, bắt nguồn từ vì là đất nước thấp hơn mực nước biển, thế cho nên gọi là Netherlands. Đây các bạn ơi, mình check in cái hotel này, name Okura. Lúc này là Sakura in Japanese, but that's Okura. Tại trung tâm Hà Lan, đây. Và anh này là anh, coi như là anh phục vụ, anh ấy sẽ mang hành lý cho mình. Đây các bạn ạ. Đó. Đây đây. Đây là khách sạn đội mình sẽ ở. Okura nhá. Đây là cái lobby. This is the biking over here, sweetie. Okay. Đây là cái bàn check-in của Viking của mình đây. Where's my Viking? Oh, wow, that's all I need. Đây các bạn ạ, bàn check-in Viking. The lady over there, Claudia, and I, Terry, we have the pleasure and the honor to be your host here. Yes, sir. So it's really good to have you. I have to hit the most important subject, COVID. As well, and you heard about that the numbers here in Holland have raised a little bit due to the Delta variant. I think everywhere. Yeah. So unfortunately, everywhere they've been tightening the regulations and the rules, which do apply here.